Tôi đang có mặt tại trường Trung học cơ sở Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đây là trường trung học cơ sở vừa được xây dựng xong và chưa đưa vào hoạt động nên đã được huyện Hoài Đức chuyển thành trạm y tế lưu động tiếp nhận các F0 không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ. Và dự kiến trong ngày hôm nay có khoảng 10 F0 sẽ được đưa vào đây. Riêng trong sáng nay thì đã có 5 F0 được đưa vào đây để theo dõi và điều trị. Những ngày đầu tiên, trạm y tế này chủ yếu đón các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn huyện Hoài Đức. Sau đó sẽ tùy tình hình có thể tiếp nhận các ca mắc nơi khác. Trạm y tế lưu động này được chuẩn bị lắp đặt trang thiết bị trong vòng khoảng 6 ngày với quy mô 300 giường. Hiện tại trạm y tế này được bố trí 3 cán bộ là y bác sĩ cùng lực lượng công an, quân đội, tổng cộng khoảng 15 người tham gia điều hành hoạt động trạm y tế này. Ngoài trạm y tế lưu động tại huyện Hoài Đức, toàn thành phố Hà Nội cũng chuẩn bị cho 5 trạm y tế lưu động khác chuẩn bị đưa vào hoạt động với tổng số trên 1.000 giường, bao gồm Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Thạch Bàn, quận Long Biên, quy mô 150 giường, phòng khám đa khoa Minh Phú, huyện Sóc Sơn có quy mô 200 giường, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì với quy mô 300 giường và trường mầm non Lê Thanh A, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức có quy mô 200 giường.